Chào anh ạ. Anh có thể chia sẻ cùng bà con cái cách thức mà anh sử dụng phân con lười này, anh bón bao nhiêu cử? Phân lười này thì tôi bón 2 cử, Hai cử anh. mới xạ được cỡ 6 ngày thì Dạ. tôi giải 7 kg lạnh, 7 kg lạnh anh. 7 kg lạnh xong cái bữa 12 ngày, 12 ngày tôi giải công 20 kg phân này, Dạ. 20 kg phân lười, Dạ. rồi dậm dạp cỡ 30, 32 ngày là tôi giải thêm 25 kg nữa là tôi dứt vụ. Dạ xong ha. Về năng suất anh liệu này được nhiêu, anh có Năng thể suất chia thì tôi cũng được 1 tấn 2 công tầm lớn, tầm 3 mét, dạ tấn hai anh giống gì anh không? giống đại thơm táo. Dạ đại thơm tám ha. Rồi khi quá trình anh sử dụng đó, anh đánh giá như thế nào về phân này? Nói chung là phân lười này trước tiên mình thấy nó cứng cây rồi đứng lá, Dạ nó ít chứ không đổ ngã, ít sâu bệnh, hạn chế sâu bệnh. à vụ rồi em nghe bà con với mấy anh em chia sẻ là người ta ngã, của mình không ngã anh. Chung là của người ta cũng ngã nhiều mà của mình thấy cũng không có ngã, thì thấy Dạ an tâm, nó đứng cây cứng cây nhiều đợt lắm, rồi là người ta cắt được bao nhiêu rồi mình được bao nhiêu? thì mình hơn của người ta có 50 kg đó, Năm thì chục giờ ký người ta tấn 1, 50 thì mình cũng được tấn 2. dạ dạ em cảm ơn anh.